À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về kiện thừa kế thế vị. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ thay đổi cái phong cách một chút xíu. Thế nào là thừa kế thế vị? Thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật điều 652 của Bộ luật dân sự năm 2015 nói rằng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản hoặc chết trùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng cái phần mà đáng lẽ ba mẹ cháu còn sống sẽ được hưởng. Thì ở đây là một cái câu chuyện mà nó cũng thường ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Quý vị và các bạn là con của người để lại di sản mà ba và mẹ mình đã mất trước cái người để lại di sản thì mình sẽ kiện thừa kế, và nếu như trong trường hợp mình không thỏa thuận được thì mình sẽ khởi kiện để chia cái phần mà đáng lẽ ba mẹ mình được hưởng nếu ba mẹ mình còn sống. Tôi còn nhớ hồi tôi đi học khoảng năm 1996 thì có ra một cái đề tương tự như vậy. Trong một cái vụ tai nạn giao thông thì hai người, người bố và người con bị tai nạn giao thông chết, thì hỏi rằng là trong trường hợp này thì cái người cháu có được hưởng thừa kế thế vị của ông nội hay không? Đó là và lúc đó thì tại thời điểm đó thì cũng tranh luận cũng rất là nhiều thứ. Thì hôm nay với một cái thông điệp là kiện chia thừa kế thế vị thì tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái câu chuyện về kiện thừa kế thế vị. Vì cái em này em đến văn phòng tôi và em bảo rằng là ba em mất khoảng năm 2000. Thì khi ba em mất thì các bà nội nè và các những người bên nội như là bác của em và các cô thì cũng đã đến thăm viếng. Tuy nhiên rằng đến năm 2011 thì khi mà bà nội em mất thì em các bác và các cô lại không thỏa thuận cái phần mà em được hưởng. Và khi em đến thì các cô nói rằng là mày không phải là cháu. Như vậy thì em rất là ức và em yêu cầu và em có nghiên cứu trước khi đến văn phòng luật sư là em được cái thừa kế thế vị. Và tôi đã giúp em khởi kiện đến tòa để chia thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật. Câu chuyện của em là như thế này quý vị và các bạn. Ba em là người con thứ tư trong một cái gia đình có tổng cộng là 6 người con. Thì ba em mất vào khoảng năm 2000. Thì trong quá trình ba em mất thì có bà nội, ông nội thì mất lâu rồi, bà nội đến và cũng có những cái theo cái thủ tục dân gian đó. Và em thì cũng lớn, trên 18 tuổi đi làm lao động. Thì tới vào khoảng năm 2011 thì bà nội em mất. Và khi bà nội em mất thì bác và các cô em không có chia phần và chỉ chia làm mang phần bằng nhau. Thì trong đó thì em có tranh luận thì lại bảo em như thế này là giành ngặt phần của bác và của cô, và như vậy là không đúng về mặt đạo đức và họ không có thỏa thuận cái phần cho em, và em cho rằng là em được một suất thừa kế phế dự vị. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà khởi kiện giúp em đến tòa là một cái quá trình rất là khó khăn vì em là không phải là người địa phương, phải cung cấp di sản của bà nội nè bằng cái giấy, những cái giấy chứng nhận là bà nội đứng tên chủ quyền, và giấy chứng tự của bà nội hàng thừa kế thứ nhất gồm có 6 người con, khó lắm quý vị và các bạn, và chứng minh mối quan hệ giữa ba em và em bằng cái giấy khai sinh. Và từ đó thì mới có những cái khởi kiện đầy đủ cái hồ sơ khởi kiện của tòa. Và một điều rất là may mắn là tòa án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của em, và em chỉ yêu cầu là cho em một suất thừa kế bằng hiện vật, tức là bằng quyền sử dụng đất.
Thì thực ra thì đất ở vùng nông thôn thì tòa án đã có một cái phán quyết là chấp nhận cái phần cái suất quyền sử dụng đất cho em bằng 1/6 suất thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì trong các quá trình hành nghề thì chúng tôi cũng có những cái vụ kiện là thực tế để mà tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, nó rất là gian nan. Vì nếu như trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì họ sẽ có những cái rất là dễ dàng, không cần phải đo vẽ, không cần phải thu thập nhiều những chứng cứ. Tuy nhiên, như là hợp đồng tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế thì chúng ta phải đưa ra những chứng cứ, những mối quan hệ gia đình. Tôi cho rằng là có một cái vụ kiện mà rất là lâu, đó là cái vụ kiện mà tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất ở tòa án nhân dân một cái quận. Thì trong cái di chúc đó thì ông khách hàng của tôi, ổng là một người được thừa hưởng khoảng 1/3 cái di chúc. Tuy nhiên là cái người để lại di sản đó, họ có tới khoảng 10 cái di chúc. Ngoài cái phần mà định đoạt trong di chúc đó thì họ được thể hiện trong những cái hàng loạt những cái văn bản khác, và tòa án rất là khó khăn để phân biệt được ở đâu là ý chí của người để lại di sản và đâu là cái cơ sở pháp lý. Và cuối cùng thì sau rất là nhiều năm, tôi cho rằng 5 năm, 6 năm gì đó, thì cái người cháu trong cái hàng thừa kế thế vị đã được nhận cái di sản mà bố ông đã mất. Ngoài cái phần được định đoạt trong di chúc thì của ông nội đó, thì ông được hưởng thêm một cái phần di sản là thừa kế thế vị. Thưa quý vị và các bạn, thì câu chuyện nó như thế này. Có một cái bà này bà mới làm một cái di chúc cho người cháu nội, vì phong tục của người Việt Nam thì còn là cháu đích tôn. Tuy nhiên rằng là ông bố đó, ông lại mất trước đứa cháu nội, và đứa cháu nội lại đem cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nhà mình. Và bà đã tới thời điểm mà bà đến văn phòng tôi thì bà cho rằng là thôi thì bây giờ cái điều đó nó không đúng nữa, tôi đồng ý lấy lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì văn phòng giúp tôi lấy lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi sẽ chia đều cho các con. Và lúc đó là cái người làm di chúc còn sống và cái người thụ hưởng theo di chúc thì đã mất. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là trong cái đời sống thường nhật thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái trường hợp thừa kế thế vị. Và tôi cho rằng là cái động tác trước hết thì chúng ta là những người cháu, chúng ta là những người hàng thừa kế thứ hai, thì chúng ta cũng phải biết một chút nhường nhịn, một chút về cái quy định của pháp luật, để những cái thế hệ như là bác nè, ở trong cái vụ khách hàng của tôi là những người bác, những người cô, họ có những cái chia những cái phần theo thỏa thuận. Có thể mình cũng ít hơn cũng được, cũng có thể là mình bằng cũng được. Tuy nhiên rằng nếu trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì cái câu cuối cùng là mình phải khởi kiện tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng cái việc khởi kiện trong cái trường hợp là hàng thừa kế thứ nhất thì nó sẽ dễ hơn nhiều so với hàng thừa kế thứ hai. Hàng thừa kế thế vị trong trường hợp nào đó, trong một cái chừng mực nào đó, theo quan điểm cá nhân của tôi, nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với việc khởi kiện chia thừa kế của người hàng thừa kế thứ nhất. Và trong bất cứ trường hợp nào thì cái đạo đức của một con người cũng sẽ nâng lên, và cũng sẽ chừng mực sẽ nhường nhịn. Và tôi xin tóm lại cái thừa kế thế vị: trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng cái phần di sản mà đáng lẽ cha và mẹ cháu sẽ được hưởng khi còn sống. Đó là cái thông điệp dân ta phải biết luật ta mà văn phòng luật sư Đoàn Nhã Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn. Kính mong quý vị và các bạn đón nhận cái kiện thừa kế thế vị như một món quà mà chương trình dân ta phải biết luật ta tặng đến quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.